Chào mừng bạn đến với cộng đồng Wish. Bạn đang theo dõi video về quá trình chuyển dạ và sinh con. Video được biên dịch từ babycenter.com. Trong vài tuần trước khi sinh, cơ thể của bạn giảm bớt hoạt động sản xuất hormone progesterone, trong khi tăng sản xuất các hormone khác, bao gồm prostaglandin, hormone làm mềm cổ tử cung, và oxytocin, hormone kích thích cơ tử cung co bóp. Các cơn co tử cung của chuyển dạ thật sự sẽ đều đặn, đau và mạnh lên theo thời gian. Khi các giải cơ dọc của tử cung co lại, chúng kéo cổ tử cung hé mở, các cơ khỏe ở đáy tử cung co bóp và đẩy xuống, đưa em bé của bạn hướng về cổ tử cung. Nút nhầy, một tập hợp các chất nhầy cổ tử cung được cô đặc, bịt kín cổ tử cung trong 9 tháng, có thể bị bong ra trước vài ngày hoặc trong khi chuyển dạ. Khi túi ối vỡ, nước ối chảy ra ngoài, bạn có thể cảm thấy nó chảy ra thành dòng nhỏ hoặc ồ ạt. Cổ tử cung của bạn sẽ bắt đầu hé mở và mỏng dần đi, được gọi là sự xóa và mở cổ tử cung. Khi cổ tử cung của bạn mở được khoảng 4 cm, cơ thể bạn sẽ bước sang giai đoạn tích cực của quá trình chuyển dạ. Trong giai đoạn tích cực này, các cơn co thắt trở nên mạnh mẽ hơn và xuất hiện gần nhau hơn. Khi cổ tử cung mở được 8 cm, thì bạn bước vào giai đoạn được nhiều người nhận xét là đau nhất, giai đoạn chuyển tiếp. Khi mở được 10 cm, cổ tử cung của bạn đã mở được hết và bạn có thể thấy buồn dặn. Đây là tín hiệu cho thấy giai đoạn thứ hai của chuyển dạ đã bắt đầu. Em bé của bạn sẽ di chuyển xuống theo từng cơn co thắt. Ba xương mềm riêng biệt ở đầu tạm thời sẽ chồng lên nhau một chút, để bé có thể đi qua đường sinh chật hẹp. Đỉnh đầu của bé sẽ đi lộ ra. Khi phần lớn nhất của đầu bé chui ra, em bé của bạn coi như đã lọt được. Với một vài lần dặn nữa, khuôn mặt, vai và cơ thể của bé sẽ xuất hiện. Trong giai đoạn thứ ba và là giai đoạn cuối cùng của cuộc đẻ, nhau thai của bạn bong ra và bị tống xuất ra khỏi tử cung. Với nhịp thở đầu tiên của bé, cuộc hành trình kỳ diệu của việc sinh nở đã hoàn tất.